Mẫu đèn này có tên gọi là đèn LED pha màu, phong cách sang trọng. Đèn nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chạy auto tự động. Nó có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Mọi người có thể mua để trang trí cho những cái phòng khách gia đình hoặc là pha màu pha sáng cho những cái tận nhà hàng, tiệc cưới năm sau. Đèn có thể phát ra những cái màu rất là đẹp và nó có thể chiếu xa hơn là 15 mét. Đèn được sử dụng bóng led 7 màu nên nó rất là bền và tiết kiệm điện. Đèn này thì có rất nhiều kiểu chạy và đổi màu khác nhau nên mọi người sử dụng rất là đẹp. Mình đang quay với giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH Minh Mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay.